cho các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là NXB. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm video với phần mềm Camtasia 8.6. Ok, đầu tiên thì chúng ta phải tải và cài đặt phần mềm Camtasia 8.6 nha. Thì cái quá trình đó thì mình sẽ không hướng dẫn ở đây, mà mình sẽ hướng dẫn là sử dụng cơ bản phần mềm Camtasia 8.6 để làm video nha. Bước cơ bản là đầu tiên là click vào phần mềm Camtasia. Ok, nếu cái đây là phần quay màn hình nè, nếu chúng ta không sử dụng quay màn hình đó thì chúng ta tắt nó đi, lâu đi đó. Đây là giao diện chính của phần mềm Camtasia, nó chưa có gì đúng không. Đây đang là click pin, đó là bạn để mình inbox cái video lên thì để mở cái video để chúng ta kết nối hai video lại như thế nào thì chúng ta đây inbox media đây, chụp vào đây. Bây giờ mình sẽ mở hai, mình sẽ chọn video mình còn ghép lại với nhau nha. Đây nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn là ghép hai video lại nhau đó. Thì ở đây thì mình lấy hai cái đoạn intro cơ bản của mình, nó ngắn thôi để làm cho ví dụ cho các bạn thấy dễ hiểu và nhanh. Đây. Bây giờ để nối hai cái đoạn video lại với nhau bằng phần mềm Camtasia là như thế nào, chúng ta giữ kéo xuống phần rack 1 nè đó, giữ kéo phần còn lại. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho chạy thử nha. Đó, đây là đoạn này chạy nè ha. Bây giờ kích xuống đây cho nó chạy lại từ đầu. Đó, thì các bạn thấy nó chạy nè, cực kỳ đơn giản. Đó. Đó, nó đổi hai đoạn phim kết nối nhau, nhưng các bạn thấy hai giữa hai đoạn phim này nó không có gọi là cái hiệu ứng chuyển cảnh đúng không? Các bạn muốn chọn hiệu ứng chuyển cảnh rất đơn giản. Ta cho đây nè, cái mục đề là Ransom hiệu ứng chuyển cảnh, nếu không có thì các bạn vô chọn đây nè. Đó, kết vô phần Ransom mà nó có rồi ta chọn một hiệu ứng nào đài đó, hiệu ứng đây đó. Mời chính giữa thành cái ô vuông đẩy qua hai bên, thì các bạn chọn hiệu ứng đây ha, kéo xuống, các bạn nắm giữ kéo xuống thẻ vào giữa hai cái đoạn video đây. Bây giờ chúng các bạn coi lại để có hiệu ứng chuyển cảnh đó, các bạn thấy không? Ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cơ bản tới đây thôi ha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xuất video ra như thế nào. Xuất video ra thì các bạn vô phần product and sell xe đó, ta được click vào. Thì ở đây có rất nhiều đuôi HDMI 4, nhưng mà rất là nhiều cái định dạng, nhưng mà đa số là ai ta cũng chọn hai định dạng là MO4 720 HD và MO4 720 thường thôi, Smart Player, nhưng mình sẽ chọn 720 MO4 HD hay Net. Đây là phần tên nè, đặt tên gì đại ha, thí nghiệm an, thí nghiệm 11 đi. Đây là hộp thoại mà chúng ta chỉ lưu trữ, thì các bạn phải nhớ được cái đường link để hộp thoại nha. Đây. Rồi lâu finish, ok, đây đó, đang chạy ra thành phẩm. Thì cái quá trình chạy ra thành phẩm đây á, thì chạy ra video mới á, thì tùy theo thời gian nha. Nếu mà video ngắn á thì nó chạy nhanh, mà video dài thì nó sẽ chậm. Đây là cái video thành phẩm của chúng ta xuất ra rồi đó, các bạn thấy không? Đó, có một chuyển cảnh 30 giây là chúng ta đã ghép video lại với nhau hoặc bằng Camtasia 8.6 cách cơ bản. Đó, ta tắt đi, để nó có hiện ra cỡ đó. Tắt đi. Không lưu rồi. Bây giờ mình sẽ vào máy tính của mình, vô cái phần máy mình lưu, mình mở lên thí nghiệm nè. Đây là thì cái video chúng ta đang làm đây nè.
các bạn không? Đây sản phẩm chúng ta, 1 giây. Đây. Ok, thì video tới đây cũng kết thúc phần hướng dẫn làm video cơ bản với kênh Xe 8.6 ha. Nếu các bạn muốn thêm những phần mà học thêm những phần nâng cao á thì xem những video tiếp theo của mình nha. Ok, bye bye các bạn. Nếu thấy video này hay nhớ like, subscribe. Ok, bye bye.